Chào toàn thể anh chị em yêu mai trên cả nước. Thì hôm nay em cũng có về một số qua mai như mai Trấn Thủy, mai Tứ Quý, thì cũng mong được giao lưu cùng toàn thể với diễn giả. Thì địa chỉ cụ thể là ấp Quế An, xã Quế Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, điện thoại là 0368230127. Thì hôm nay kho bên em bao ship toàn quốc anh chị em. Thì bắt đầu em vào cây số 1. Số 1 là một coi mai Trấn Thủy lá lớn, cây này cũng khá là già cây nha anh chị em mình. Chiều cao tới mặt bầu là 52 ạ. Và chiều cao 52 ạ. Cái bệ đế là 125 ạ. Rồi tổng đầu đế là 125 nha anh chị em mình. Rồi và đo vị trí này là 27 như vậy. Rồi đo phần tên luôn nha. Đo tên chót. Tên tay cầm chút. Rồi đo lại. Tên đây là 16 ạ. Rồi tên 16 như vậy. Cái mã số 1 em xin phép cho lưu giá là 1,2 triệu ạ. Rồi cây số 1 giá 1,2 triệu cái gì, cây rất là già. Rồi xuống cây mà. Rồi tiếp theo là phôi tứ quý mã số 2 như vậy. Thì chiều cao nó là 16 ạ. Rồi chiều cao 16 ạ. Vành 13 ạ. Rồi hoành 13 những gì. Cái mã số 2 này xin phép vô lô giá là 150 ngàn ạ. Rồi số 3 giá, số 2 giá 150 ngàn những gì. Rồi xuống đây. Rồi tiếp theo là phôi tứ quý mã số 3 cái gì. Và chiều cao nó là 20 ạ. Và chiều cao 20. Dạo quanh đó ngay vị trí này là 14 quanh ạ. 15 yếu nha quý vị. Rồi quanh 14 nha quý vị. Và cái mã số 3 này xin phép vô lưu giá là 300 ạ. Rồi số 3 giá 300 rồi quý vị. Rồi xuống cho em ơi. Rồi tiếp theo là voi tứ quý mã số 4 nha quý vị. Và chiều cao nó tới cổ ghế luôn là 20 ạ. Rồi chiều cao 20. Dạo hoành đó ngay vị trí này là 16 hoành ạ. Rồi quanh 16 nha quý vị. Và cái mã số 4 này xin phép cho lưu giá là 350 ạ. Rồi cái số 4 giá 350 rồi quý vị. Rồi xuống cây em ơi. Rồi tiếp theo là coi tứ quý mã số 5 nha quý vị. Và chiều cao nó tới câu ghế là 16 ạ. Và chiều cao 16 gì. Đầu số đế em nó cũng 16 luôn ạ. Rồi số 16 gì. Hoành cũng 16 luôn ạ. Rồi hoành 16 gì. Cái mã số 5 này xin phép cho lưu giá là 450 ạ. Rồi số 5 giá 450 gì. Rồi xuống kem ơi. Rồi tiếp theo là phó tứ quý mã số 6 như cái gì. Chiều cao nó tới câu ghế là 40 ạ. Rồi chiều cao 40 cái gì.
Rồi hoành đo ngay vị trí này là 16 hoành rồi, hoành 16 như vậy. Rồi cái mã số 6 này xin phép cho lô giá là 250 ạ. Rồi số 6 cho lô giá 250 quý vị. Rồi xuống cây mai. Rồi tiếp theo là voi túi mã số 7 nha quý vị. Chiều cao nó tới cùng đây là 38 ạ. Rồi chiều cao 38 quý vị. Cái tam đại quý vị. Hoành em nói đo ngay vị trí này là 19 ạ. Rồi hoành 19 nha quý vị. Nguyên cái bệ gom gom ngay vị trí này là 35 ạ. Rồi, đặt 35 quý vị ạ. Cái này mà anh cục nha quý vị. Dạ cái mã số 7 này xin phép cho lưu giá là 600 ạ. Rồi số 7 giá 600 quý vị. Rồi xuống tem đây. Rồi tiếp theo là phô tứ quý mã số 8 nha quý vị. Dạ chiều cao nó tới cầu ghế là 19 ạ. Rồi chiều cao 19 quý vị. Rồi độ sau ghế là 18 ạ. Sau rẻ 18 nữa gì. Rồi hoành đo ngay vị trí này là 17 hoành ạ. Rồi hoành 17 bây giờ. Để cái mã số 8 này xin hết cho lưu giá là 500 mà. Rồi số 8 giá 500 nha quý vị. Rồi xuống cây em ơi. Rồi tiếp theo là pho tứ quý mã số 9 như vậy. Cây cũng quái quái như vậy. Chiều cao nó là 10 ạ. Rồi chiều cao 10 quý vị. Cái chiều dài của cái ghế này là 25 ạ. Rồi dài về trường 25 quý vị. Quần đó ngay vị trí này là 18 quần ạ. Rồi quần 18 là gì? Cái mã số 9 này xin phép lưu giá là 550 ạ. Rồi giá 9 giá 550 nha quý vị. Rồi xuống cây em đây. Rồi tiếp theo là pho tứ quý mã số 10 nha quý vị. Dạ chiều cao nó tới câu ghế là 20 ạ. Rồi chiều cao 20 cái gì vậy? Quần đo ngay vị trí này là 18 quần ạ. Rồi 19 nếu tính 18 cái gì? Cái mã số 10 này xin phép lưu giá là 450 ạ. Rồi số 10 giá 450.000 quý vị. Rồi xuống kem đây. Rồi tiếp theo là kho túi mã số 11 quý vị. Chiều cao nó tới con ghế là 18 ạ. Rồi chiều cao 18 quý vị. Rồi đầu 65 15 ạ. Rồi 65 quý vị. Hoành đo ngay vị trí này là 17 hoành ạ. Rồi hoành 17 quý vị.
Dạ cây mã số 11 này xin phép cho lưu giá là 450 ạ. Rồi 11 giá 450 nha quý vị. Rồi xuống cho em ơi. Rồi tiếp theo là voi tứ quý mã số 12 nha quý vị. Dạ chiều cao nó tiếp cầu ghế là 39 ạ. Rồi chiều cao 39. Dạ hoành em nói đo ngay vị trí này là 22 hoành ạ. Rồi hoành 22 quý vị. Dạ cái mã số 12 này xin phép cho luôn giá là 600 ạ. Rồi mã số 12 giá 600 ngàn quý vị. Rồi xuống đây. Rồi tiếp theo là pho tứ quý mã số 13 nha quý vị. Một cây gián thú cái gì vậy? Hai chân trước có chân chịu nha cái gì? Hai chân sau đu luôn. Thú này con này rõ nét lắm nha cái gì? Rồi nhân cái đấy. Rồi chiều dài cái ghế luôn là 40 ạ. Rồi chiều dài 40 như vậy. Rồi cái hoành em nói nghe đo ngay vị trí này là 27 hoành ạ. Rồi hoành 27 quý vị. Dạ cái mã số 13 này xin phép cho luôn giá là 1 triệu 2 ạ. Rồi số 13 giá 1 triệu 200 ngàn quý vị. Rồi xuống cho em ơi. Rồi tiếp theo là voi tứ quý mã số 14 quý vị. Dạ chiều cao nó tới cậu ghẻ là 25 ạ. Rồi chiều cao 25 quý vị. Đó là. Dạ chiều cao nó là 22 ạ. Rồi chiều cao 22 nha quý vị. Hoành em nói đo ngay vị trí này là 22 ạ. Rồi hoành 22 cái gì vậy? Dạ cây mã số 14 này xin hết cho lưu giá là 650 ạ. Rồi số 14 giá 650 ngàn cái gì vậy? Rồi xuống cho em ơi. Rồi tiếp theo là kho tứ quý mã số 15 cái gì vậy? Chiều cao tới mặt bầu là 40 ạ. Rồi chiều cao tới mặt bầu 40. Rồi cho đo số ghế luôn. Đo số ghế nó là 24 ạ. Rồi sổ 24 như gì? Cho hoành luôn. Còn em nói ngay vị trí này là 23 ạ. Rồi hoành 23. Dạ cái mã số 15 này xin phép cho luôn giá là 700 ạ. Rồi cái số 15 giá 700 nha quý vị. Rồi xuống đây. Rồi tiếp theo là vào tứ quý mã số 16 nha quý vị. Một cốt tinh 4 thân cái gì. Chiều cao nó tới cậu ghế là 35 ạ. Rồi chiều cao 35.
Mình đang nghe vị trí này là 30 ạ. Rồi, hoành 30 nha quý vị. Và cái mã số 16 này xin phép cho lưu giá là 1 triệu 2 ạ. Rồi, 16 giá 1 triệu 200 ngàn nha quý vị. Rồi, xuống đây. Rồi, tiếp theo là Ford Tứ Quý mã số 17 nha quý vị. Và chiều cao nó tới câu rẽ là 25 ạ. Rồi, chiều cao 25 quý vị ạ. Hoành đo ngay vị trí này là 22 hoành ạ. Rồi, hoành 22. Đặt cái mã số 17 này xin phép cho lô giá là 450 ạ. Rồi, số ghép nó là 20 ạ. Rồi, 17 giá 450 chứ gì, số phải ghép 20 ạ. Rồi, xuống cây nha. Rồi tiếp theo là Ford Tứ Quý mã số 18 nha quý vị. Chiều cao nó là 24 ạ. Rồi. Cao 24 nha quý vị. Sổ đế 19 ạ. Rồi, sổ 19 gì ạ? Là cho quanh nha. Ờ, quanh đó ngay vị trí này là 24 quanh á. Rồi, quanh 24 quý vị ơi. Dạ, cái mã số 18 này xin phép cho luôn giá là 700 ạ. Rồi, 18 giá 700 nha quý vị. Rồi, xuống cho em ơi. Rồi, tiếp theo là một coi tứ quý mã số 19 nha quý vị. Cây tông cao có tay cầm quý vị ơi. Chiều cao nó tới câu ghế là 70 ạ. Rồi, chiều cao 70 quý vị. Rồi, sổ 18 ạ. Sổ 18 quý vị. Đến năm đều như quý vị. Rồi, cho quanh nha. Ở quanh đó ngay vị trí này là 20 ạ. Ở quanh 20 nha quý vị. Đặt cái mã số 19 này xin phép cho lưu giá là 650 ạ. Rồi, cái số 19 giá 650 quý vị. Rồi, xuống thêm đó. Rồi, tiếp theo là Ford Tứ Quý mã số 20 nha quý vị. Cao mới tức là 15 ạ. Rồi, cao 15 nha quý vị. Một mẹ một con nha quý vị. Kia là cái con. Hoành 14 ạ. Rồi, hoành 14 quý vị. Rồi, xây dựng đến nha. Dạ, cái mã số 20 này xin phép cho lưu giá là 350 ạ. Số 20 giá 350 ngàn quý vị. Cái số 20 cũng là cây cú clip quý vị. Thì cũng cảm ơn quý vị đã xem hết video ạ. Cũng xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo nha quý vị. Rồi, xin chào ạ.